2. Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2021 đánh dấu sự chuyển giao vai trò lãnh đạo cấp cao nhất tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong đó, giáo sư tiến sĩ Lê Quân, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội theo quyết định số 998 QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Trước đó, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14, Chủ tịch Hội đồng, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn đã được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cũng trong năm nay, Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hiệu, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.